Thì như hôm qua chúng tôi thưa với các vị đã là có nhiều trường hợp một người tìm đến gặp Đức Phật, có thể là một vị tỳ kheo, có thể là một người nam nữ cư sĩ, hoặc có thể là một vị phi nhân, một vị trời tìm đến Đức Phật. Thì có nhiều cái lý do, có khi họ muốn đến để họ nghe ngài giảng, tự ngài muốn nói gì ngài nói. Có trường hợp người ta đến mình đặt câu hỏi để cho ngài trả lời, rồi có trường hợp người ta đến người ta nói lên một cái điều gì đó mà người ta đang ưu tư, người ta đang bận tâm, hoặc là người ta trình lên ngài một cái điều mà người ta cảm thấy là tâm đắc, và người ta biết là sau khi nghe xong thì Đức Phật sẽ có cho mình một cái lời dạy, một cái thời giảng dài ngắn nào đó. Chúng ta không có cơ hội để gặp một người như Đức Phật. Chứ nếu mà chúng ta gặp được một người như Đức Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy được điều đó, là bằng chứng mình dựa trong kinh mình thấy đó, tức là bất cứ một cái đề tài nào, bất cứ một cái đối tượng nào mà tìm đến với Đức Phật đó, thì chỉ cần họ hữu duyên thôi. Hữu duyên nó có thể là đủ duyên chứng thánh trí, hoặc chỉ là đủ duyên để mà nghe ngài thuyết một hai câu pháp, thì chỉ cần đủ duyên thôi đó, thì lập tức sau khi nghe người ta nói cái gì đó, người ta hỏi cái gì đó, thì ngài có cái cớ để mà ngài thuyết giải một vấn đề rất là nhiều cách. Có khi ngài nói trực tiếp, có khi ngài nói gián tiếp, mà chúng ta cũng biết là cái cách trả lời câu hỏi cũng vậy, nó có nhiều cách. Có nhiều khi mình trả lời thẳng là yes hay no, dứt khoát. Có cách trả lời là mình hỏi ngược lại cái người hỏi. Có cách trả lời mình là mình phải giải thích. Thì có cách trả lời là mình chỉ im lặng thôi. Cảm ơn. Ở đây chúng ta thấy trong chính kinh ấy, cái bài mà không thương ai bằng con ấy, thì chỉ xét trên mặt chữ thôi, chỉ xét trên mặt chữ thôi thì mình thấy không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt. Nhưng mà thực ra đó, đọc trong chú giải rồi có một chút nghi ngẫm á, thì chúng ta thấy là cái bài kinh này rất là đáng để mình suy tư. Thứ nhất là cái vị trời đó nói thơ lên để trình lên Đức Phật cái suy nghĩ của mình. Vị này tuy là một vị trời nhưng mà cái tập khí dĩ nhiên là phàm phu, rồi có thói quen suy tư thì vẫn còn sót lại từ cái thời còn nhân loại. Cho nên vị này theo vị này đó, thì vị này trình bày lên ngài đó những cái mà vị này thấy là tâm đắc. Vị này thấy rằng là trên đời này không có một cái tình thương nào mà nó sâu và nó gần như bất biến như là cái tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Cái chuyện mà cha mẹ cho hết gia tài cho con, cái chuyện mà cha mẹ dám vì con mà chết đó, thì nó rất là bình thường ở trong cái xã hội loài người. Cả đời mà mình không thương ai hết, mình bòn rút từng đồng từng cắt, mình có thể làm gian thương đầu nậu, rồi mình có thể làm đồ giả đồ độc để bán cho thiên hạ, mình có thể cướp giật giết người đốt nhà vân vân, làm đủ cách hết. Nhưng mà cái đối tượng sau cùng mà mình dành cái tài sản để trao tặng đó, đem hết mọi thứ đem trao tặng đó, thì chính là con của mình, thông thường mà nói như vậy. Cho nên là cái vị trời này thấy như vậy mới nghĩ rằng trên đời nó mình nó mai thương, không có cái tình cảm nào bằng cái tình cảm mẹ cha dành cho con cái. Và cũng vẫn theo cái cách nghĩ của loài người thì vị này thấy rằng đối với cái một cái xã hội nông nghiệp, thời xưa thì làm gì có xã hội công nghiệp như bây giờ, thời xưa thì chỉ có xã hội nông nghiệp thôi, kiểu trồng trọt chăn nuôi đó. Thì đối với một cái người mà làm nghề nông, làm cái nghề trồng trọt chăn nuôi thì phải nói rằng là gia súc tiêu biểu là trâu bò đó là số 1. Bởi có một lúc có một cái tin đồn là người Tàu họ muốn phá cái nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam bằng cách là họ cho người đi thu gom
mua lại những cái món hàng hóa rất là kỳ cục, chẳng hạn như là mua cái móng trâu chẳng hạn, sau đúng bị con trâu đó, nó đi cày được là nhà nó đi được đúng được. Mà nếu mà bây giờ mình muốn lấy móng trâu á, thì có nghĩa mình phải chặt cái chân đó, mà trâu mà mình chặt cái chân nó thì coi như là mình giết nó rồi. Đó, thì người Tàu theo người mua thịt trâu thì họ lại mua cái móng trâu. Rồi cái cách đó là cái cách mà họ phá cái kinh tế nông nghiệp của mình đấy. Thì dĩ nhiên đó là chỉ là tin đồn thôi. Thì đối với một cái xã hội nông nghiệp ấy, nhất là đối với những người mà trồng trọt chăn nuôi, thì cái trâu bò đó nó là một thứ tài sản lớn. Và cái suy nghĩ thứ hai của ông suy nghĩ cũng rất là đời thường, thì rõ ràng là trên đời nó không có gì sáng hơn mặt trời, và rõ ràng không có một cái nguồn nước nào trên cái hành tinh này mà nó nhiều, nó lớn, nó mênh mông bao la như là biển. Ông chỉ trình bày với cái Phật kỳ đó thôi, những suy nghĩ rất là đời thường, rất là xã hội, không có một cái gì trong đó đặc biệt chuyên môn chuyên nghiệp hết. Và cái điều quan trọng nhất ở đây đấy thì chính là câu trả lời của Đức Phật. Cái câu trả lời mà chúng ta có thể hiểu theo cái nghĩa thông thường bằng kiến thức thường nhật của một cái người sống trong xã hội, mà nếu mà hiểu theo trong cái định nghĩa kinh điển thì nó cũng có cái điểm mà đáng để mình ghi nhé. Ở đây Đức Phật trả lời rằng nhé, là không phải cái tình thương lớn nhất không phải là của cha mẹ dành cho con cái đâu, mà lớn nhất chính là cái tình thương của mỗi người dành cho bản thân mình. Tại sao như vậy? Thì trong chú giải có nói rằng là ngay cả khi cha mẹ bị con cái nó ruồng bỏ, nó bạc đãi, nó hắt hủi, thì cái người cha già hay người mẹ già đó vẫn phải tự bươn chải để mà nuôi thân mình. Chuyện chưa có hết đâu. Chúng ta thấy như một vị Bồ Tát ấy, Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy, là nói về đại bi đại trí thì đâu có ai bằng ngài, hả? Không ai bằng ngài hết. Nhưng mà theo trong chú giải nói rằng đấy, thì mỗi mỗi cái thiện sự, mỗi mỗi cái công đức mà vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thực hiện đó, thì ngài nhắm đến ba cái ý nghĩa, ba cái ý nghĩa. Thứ nhất ấy, là cái bước thấp thế thì cho đi về, là nhắm đến cái quả vị chánh đẳng giác của mình trong kiếp sau. Cái thứ hai nó gọi là nha tất thế cho đi về, tức là nhắm đến tiếp độ quyến thuộc. Một lát nữa tới sâu vào chỗ này. Cái thứ ba nó gọi là lô cấp thế cha đi về. Thì trong một cái hành động, một cái hành động thiện sự, một cái công đức, một cái phước báo lớn nhỏ nào đó thì được gọi là ba la mật đó. Ở một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác là phải hội đủ ba cái ý nghĩa này. Cái chuyện đầu tiên là phải nghĩ đến cái chuyện mà ngày thành Phật trước rồi đó, nhắm đến quả vị Phật cho bản thân. Thứ hai đó là người nhắm đến cái chuyện mà tiếp độ quyến thuộc. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng không phải là ngài là người sống nặng tình cảm mà quay quanh quẩn lẫn quẩn ở trong cái tình thân mà chật hẹp đâu, mà ta nói rằng cái quyến thuộc hay là cái bà con của một vị Phật ấy, là những người hỗ trợ, những người có cái lòng lành hỗ trợ ủng hộ cho ngài thực hiện ba la mật. Chẳng hạn như mình thấy ngài Ananda, ngài Ca Diếp, bà Yayu, ngài Rahula, hoặc vua Tịnh Phạn, hoặc là bà Maya, thì mình đọc trong bổn sinh đi, đúng là nhiều lắm. Chú giải đơn giản là mình nên mình nhớ riêng cái phần mình chú giải trong bổn sinh đó, thì mình thấy rằng trong nhiều kiếp và nhiều kiếp, dạ cảm ơn, nhiều kiếp và nhiều kiếp thì bà nói rằng là những cái người thân đó đã giúp đỡ cho Bồ Tát rất nhiều và rất nhiều. Cho nên cái chuyện mà Bồ Tát này, mà cái chuyện mà vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác mà bận tâm đến quyến thuộc thì nó chỉ đương nhiên thôi, bởi vì họ là những người hỗ trợ ngài làm cái công đức ba la mật. Và trong kinh ghi rằng, trong tăng lực ấy, ghi rằng ngay cả khi đã thành Phật rồi không còn có cái lòng mà phân biệt nhẹ bị thử nhẹ thân sơ nữa, không còn, chắc chắn rồi. Nhưng mà
Đối với dòng họ Thích Ca đó, Đức Phật vẫn vẫn dành cho những cái ưu tiên đặc biệt. Thí dụ như cái người ngoại đạo á, đi theo một cái tôn giáo nào đó, bây giờ muốn xuất gia tỳ kheo á, thì ít nhất phải trải qua 4 tháng biệt trú Parivasa, 4 tháng biệt trú, 4 tháng biệt trú. Biệt trú đây có nghĩa là họ phải học hỏi một phần giáo lý của một phần Phật pháp ha. Rồi họ phải học cái cách mà đi đứng, sinh hoạt, đắp y, mang bát, nói năng, những cử chỉ lớn nhỏ để mà quen với cái nếp sống một tỷ kheo Phật giáo. Và 4 tháng thì đúng là cũng cho họ một cái thời gian, một cái điều kiện, một cái bối cảnh, một cái môi trường để mà họ thấm thía, tiêu hóa, xem một cái lựa chọn của họ nó có đúng hay không. Phải mất ít nhất là 4 tháng. Bất cứ một cái tu sĩ nam nữ nào mà từ ngoại giáo đi xuất gia bên Phật pháp đều phải như vậy hết. Nhưng mà riêng đối với dòng Thích Ca đó, những người trong dòng Thích Ca thì 4 tháng là được miễn. Chứ giờ họ có đi theo ai đi nữa, họ có theo cái đạo nào đi nữa, nhưng mà khi họ đã chấp nhận xuất gia thì họ được miễn 4 tháng. Thì nói như vậy không phải là Đức Phật ngày thiên vị nguyên thuộc, không phải, nhưng mà ngày biết rõ đối với một người như ngài đó thì đã là thân thuộc của ngài thì phải là những người rất là đặc biệt. Ngay cả ông Đề Bà Đạt Đa đó là một trường hợp đặc biệt nhất trong đời Đức Phật, là vì có quan trái nhiều đời, vì ông liên tục ông làm phiền ngài, phải nói cái chuyện đó có. Nhưng mà trước khi mà ông bị là đổ đốn đó và hết đường cứu chữa đó, thì phải nói ông là một vị tỳ kheo rất là tốt. Các vị thử tưởng tượng đi, ông là một vị hoàng tử mà, một vị hoàng tử bỏ hết đi theo Phật, với cầu có tam ni bình bát, ngày ăn một bữa, một khi đói khi no, khi nóng khi lạnh, và đắc chứng được gọi là tứ thì ngũ thông. Có nghĩa là ông là một vị tỳ kheo với cái chuẩn mực, trên cái chuẩn mực nữa, có một cái sức thân ok mà đi tu rồi thì tu hành cũng ok, đạo hạnh cũng rất là ok. Chỉ có một chuyện mà nó mang cái tính tu, đó là cái chuyện tiền kiếp nha. Do cái tiền kiếp ông đã có nhiều đời quan cáo cái ngày thì thôi mình đành phải chịu thôi. Chứ còn phải nói rằng là ông là vị tỳ kheo rất là chuẩn mực, mình có một mình là một vị đạo sư, một giáo chủ mà mình có một người thân như vậy cũng đáng để mình yên lòng, đáng để mình hãnh diện lắm chứ mấy không. Cho nên là ở đây là một cái công đức, một cái thiện sự nào ngoài cái chuyện mà nhắm đến cái Phật quả của mình ấy, thì ngài còn nghĩ nó quyến thuộc là vậy đó, để nhắm đến những người hỗ trợ mình. Rồi cái thứ ba là dĩ nhiên nhắm đến vô lượng chúng sinh mà hữu duyên mà mình sẽ tiếp độ sau này. Thì vậy đó là mình thấy đối với một nhân vật mà cái tấm lòng bao dung rộng mở hải hà như là vị Bồ Tát Kính Đẳng Giác vậy, mà cái chuyện đầu tiên cũng vẫn phải nghĩ đến mình trước. Và một chuyện quan trọng nữa mà tôi cho là quan trọng nhất, đó là cái tập khí sinh tử, cái bản năng hay là cái phản xạ tất nhiên của một phàm phu. Bây giờ đi nữa mình luôn phải nghĩ mình trước, bởi vì cái thanh kiến mà nó đi, nó phải nhắm đến mình trước rồi mới đến người khác. Cái sâu nó nằm ở chỗ đó đó, lúc nào hãy còn là phàm phu thì lúc nào mình cũng còn cái thanh kiến. Mà hãy còn thanh kiến thì chỉ đầu tiên mình phải nghĩ đến ngã và ngã sở, mình đối chiếu cái năng lượng của mình đối với cái giả niệm tôi và của tôi. Chỉ đầu tiên nếu vậy thì cái mình thương con thì đầu tiên mình cũng phải nghĩ đó là con của mình. Và một chuyện độc đáo nữa đó là cái việc để ý đi ngoài đời đó, người ta nói nước mắt chỉ có chảy xuôi thôi, nước mắt chỉ có chảy xuôi thôi, chỉ có cha mẹ thương con, chứ còn cái chuyện mà con thương cha mẹ, cái chuyện đó nó có nó phải không, nhưng mà nó không có đặng gấp. Cái đó tôi thấy cũng đúng, rất là đúng, cái đó không có sai. Nhưng mà cái lý do sâu sắc mà mình phải thấy ở đây là tại sao, là bởi vì cái bản năng, ngay cả trong cái lòng thương con đó, thì cái phản xạ tâm lý của mình đầu tiên vẫn là mình trước đây. Là sao? Là bởi vì người ta luôn thương con hơn thương cha mẹ, bởi vì con cái nó là sản phẩm của mình, nó là công trình của mình. Mình có thể nhìn thấy cái bóng dáng của mình qua con cái, chứ mình không có thấy bóng dáng mình qua cha mẹ nhiều nhiều bằng con cái. Cha mẹ là người tạo ra mình mà, làm gì có cái chuyện mà mình sâu vui nhiều bao giờ nha.
Cho nên ở đây là mình nhìn con cái làm chính, mình nhìn cái tác phẩm của mình nhìn cái công trình của mình nhìn cái di sản của mình nhìn cái sự nghiệp của mình, dù cho con mình tệ nó ra cái gì đi nữa thì nó vẫn là cái gì đó của mình, nó thiết thân, nó gần gũi với mình hơn là cha mẹ trong cái khái niệm thân kiến của phàm phu. Phải nói như vậy. Dạ, phải nói như vậy. Cho nên người ta dễ, nếu mình nói cho nó rõ ràng đó, thì người ta dễ nặng lòng với cái tác phẩm công trình của mình hơn là cái cội nguồn của mình, đó là cha mẹ. Bởi vì cái cội nguồn mình nhìn thấy bóng dáng mình qua cái cội nguồn nó rất là mờ nhạt, nó mờ nhạt lắm. Nhưng mà mình nhìn mình đó, mà qua cái tác phẩm công trình nó rõ nét hơn. Đây là một cái điểm người ta nói là cực kỳ sự là quan trọng, của mình phải thấy cái chỗ đó. Mình tu là mình phải thấy là chỗ đó, mình phải thấy ra được cái chỗ đó. Chứ còn mà mình cứ lên đọc và lớt thì nó chưa đã, mình phải thấy rằng. Cho nên nếu kể từ hôm nay một ai đó hỏi thì tại sao mà chỉ có nước mắt chảy xuôi, chỉ có câu cha mẹ thương con cái, tại sao Phật dạy không thương ngay bằng thương mình đó là ok, tại vì con cái chính là tán sao của mình, là công trình, là di sản, là tác phẩm của mình, tự nhiên mình nó nặng lòng hơn rồi. Còn bố mẹ chỉ là cái nguồn cội của mình thôi, mà cái bản chất con người là thường là xoay lưng với nguồn cội để chối bỏ cái gốc gác của mình, bản chất của phàm phu. Cho nên đó là cái điều mình đặc biệt phải lưu tâm, đặc biệt phải quan tâm, đặc biệt phải lưu ý. Cái hiểu được cái đó là mình hiểu được vì sao mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn lãng vãng trong cái khổ trầm luân này, bởi vì mình là gốc. Đấy. Rồi cái thứ hai, ông kia ông nói là xuất là cái tài sản lớn nhất trong một cái xã hội nông nghiệp này, nhưng mà trong cái lời giảng Đức Phật ấy, ở đây cái bài kinh này nó có một điểm rất là độc đáo, đó là mình thấy trong bốn câu trả lời Đức Phật ấy, thì chỉ có một câu đó là có vẻ liên hệ đến chuyện tu hành giải thoát thôi, mà cái này cũng không được nhiều lắm, mà chỉ nói là trí tuệ thôi, nó không đánh giá đâu trí tuệ rồi thôi, chỉ ngày có giải thích, ngày cũng nói gì thêm ba cái vụ mà tâm tánh niệm định tuệ mắt chánh đạo tâm giác chỉ đủ hành giải thoát sẽ luôn đi dụng đi truy thuốc của ngày ta thấy. Nhưng mà cái sâu tức là do mình cảm nhận ngày, do mình cảm nhận ngày. Thí dụ như bây giờ mình, tôi chỉ đưa một ví dụ rất là nhỏ thôi, tức là nhiều khi người ta gặp mình mà người ta chỉ gặp mình ở phi trường, người ta chỉ đưa mình hai ba đóa hồng, một cái mỉm cười, một cái gật đầu, là mình phải hiểu rằng càng xa cái đóa hồng đó là tất cả. Chứ còn nó nói là rất là nhiều thứ làm sao đó hồng đó, chứ mình là cái đòi hỏi là ta đem ra cả một thùng quà, một núi quà, một đống quà cho mình, không phải. Mà đôi lúc trong đời mình chỉ một nụ cười đúng chỗ thôi, chỉ một cái liếc mắt đúng chỗ thôi, một cái cắn môi đúng chỗ, một cái cúi đầu đúng chỗ thôi, thậm chí một sự im lặng đúng chỗ thôi, thì cái ý nghĩa đằng sau nó vơi vợi thâm sâu. Ở đây cũng vậy, ngài chỉ nhắc đến cái chuyện mà tinh thần có một chút thôi, nhưng mà có bị để ý tại sao mà ngày bận lòng làm chi mà từng câu của cái vị trời đó nói chi. Thì ông nói gì cậy ổng thì ngài cứ nói là tất cả đều vô thường, cứ lo tu hành đi. Chuyện thương vốn không có lý gì hết, đằng này là ngày ổng chiều ổng như mẹ chiều con. Con nói tới đâu thì mẹ nói theo tới đó cho con vui, nhưng mà cách nói với mẹ rất là thâm hậu. Thì hồi nãy các vị nghe rồi, chỉ riêng cái câu mà thương ngay bằng thương mình đó, thì nó mở ra cho mình một phương trời lòng lòng về về tiếp theo. Cửa nào bằng lúa gạo, nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở chỗ là tài sản có nhiều lắm, có nhiều thứ được gọi là tài sản. Có nhiều thứ lắm, thì mình có nói mặt trong đó là gì? Là gia súc, là nhà cửa, là ruộng đất, là châu báu, là vàng ngọc, là tiền bạc, vân vân và vân vân. Đấy. Nhưng mà cái mà Đức Phật nhắm đến là cái gì thiết thân nhất? Thiết thân nhất là sao? À, trong chú giải nói, trong khi mà đói kém, trong khi mà nguy cấp, trong lúc mà ngặt nghèo nhất, và cái mà dai dẳng bền bỉ nhất với mình vẫn là cái gì mà mình bỏ vô miệng để mình sống. Tôi từng được nghe rằng có những người mẹ dám bỏ ra cả vóc và cả bệnh mất, cả bệnh vàng ấy, cho ông lái tàu vượt biên ấy. Mình đã đóng tiền mới đi xuống tàu rồi, vậy mà có những lúc mình ngặt nghèo và mẹ không tiếc gì một vóc một bệnh vàng như vậy đó, để đổi lấy một xị nước cho con uống. Các vị thấy không? Sẽ có một ngày, sẽ có một lúc nào đó
mà vàng ngọc kim cương châu báu bảo thạch nó không có một cái chút giá trị gì hết. Mà lúc cái mà lúc đó cái mà chúng ta cần nhất chính là cái gì thiết thân nhất, cái gì cấp thiết nhất. Để cái vấn đề nằm chỗ đó, nên ở đây cái vấn đề nó không phải là Đức Phật ngày quan tâm đến lúa gạo, quan tâm chỉ ăn uống của chúng của phàm phu, không phải. Mà cái ngành nói rằng nó đằng sau cái câu lúa gạo, đằng sau cái chữ lúa gạo, người muốn nói rằng hãy sở hữu cái gì mà nó thiết thân nhất, đó chính là cái chiều sâu của cái câu thứ hai. Chứ không phải là ngày thổi phồng cái ý nghĩa của lúa gạo, không phải. Mình ngày một ngày dạy mình trong đời sống này, trong cái cuộc tu này, con hãy sở hữu cái gì mà nó thiết thân, nó cấp thiết với con nhất. Chứ con nghĩ một đống, một ghe, một xuồng, một tàu, một núi, mà toàn là cái thứ có thể bỏ được bất cứ lúc nào, thì những cái thứ tài sản đó, những cái thứ sở hữu đó chưa có đáng kể lắm đâu con, chưa đâu con. Mà con phải sở hữu cái gì mà nó thiết thân nhất kìa. Đấy, cũng giống như là ở đây gia súc mà so với lúa gạo đó, thì mình phải nhìn nhận là lúa gạo nó thiết thân hơn. Một cái anh vẫn giàu cách mấy đi nữa, tới giờ anh mới kiếm cái gì anh bỏ vào mồm anh chứ, anh mới sống được chứ. Một cái lão ăn mày không có một cái tấc đất dung thân, nhưng đến giờ cũng phải ăn chứ. Các vị còn nhớ cái chuyện mà Lan Lưu mà bánh sự tích mà bánh chưng bánh dày không? Các vị còn nhớ cái tích đó hay không? Chết hết rồi. Yes. Tại sao mà Lan Lưu được là vua Hùng và triều thần chọn? Thiếu gì? Thiếu gì lễ phẩm ha? Mà tại sao người ta chọn Lan Lưu là vì cái tinh thần này nè, cái tinh thần mà tôi vừa thưa với các vị đó. Có nghĩa là giữa khi mà các vị hoàng tử khác chọn những cái thứ mà kỳ trong dị bảo trong rừng dưới biển, thì Lan Lưu lại âm thầm nghĩ đến lúa gạo làm cái bánh. Cái giá trị của câu chuyện nó nằm ở cái chỗ đó, là đời sống mình nó đời sống nó mong manh, có người thì bé nhỏ, vạn sự thì phù hư ảo hóa như bóng nắng bên thềm. Cái mà đáng cho chúng ta phân bận tâm nhất, lưu ý nhất chính là những gì anh thiết thân nhất. Đấy, trong chuyện tu hành cũng vậy, lắng răng lít xích. Mà cái cuối cùng rồi thì sao, là cái gì mà mình có thể đem theo lên trên cái giường chết của mình. Tôi nhớ hôm đó tôi thăm sư trưởng ở trong bệnh viện Phạm Nguyễn Ngọc Thạch, thì lúc thấy sư yếu nhiều lắm, thì sư có nói với tôi là cả đời học Phật mà cuối cùng rồi nghiên cứu nào là duyên khởi duyên sinh duyên hệ a tỳ đàm tặng kinh lung tung, mà nó đến cuối cùng khi nó mệt quá đó, thì sư chỉ còn quay trở lại với một cái pháp môn mà nó rồi mình cứ nghĩ là mình dân nhất đó chính là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật ở đây không phải là tôi thổi phồng cái niệm Phật nha, cái gì làm ơn đừng có làm đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là cái gì, tôi muốn nói cái sự thiết thân, cái gì mà nó cấp thiết nhất. Đấy, tức là mình ra đền đọc, mình hỏi, mình nghiên cứu lung tung, nhưng mà cuối cùng thì mình chỉ còn có thể có người thôi, còn lại cái hơi thở ra vào thôi. Đấy, họ quay lại với cái sở trường của họ. Đấy, nhận quý vị được chưa, hết đâu quý vị. Ở trong chuyện cổ Việt Nam thì nó có cái chuyện Lan Lưu nó chưa nắm dày, nhưng mà các vị có biết rằng đó, trong Phật giáo mình có câu chuyện y chang như vậy. Ở trong sử Việt Nam có cái chuyện mà tâm trứng âu cơ ha, tâm trứng âu cơ, thì trong Phật giáo cũng có cái chuyện, cũng có cái chuyện y hệt như vậy đó quý vị, y chang như vậy. Rồi ở ngoài đời mà ở Việt Nam mình có cái chuyện Lan Lưu bánh chưng bánh dày, trong Phật giáo có chuyện vua A Dục. Tương truyền thì vua A Dục có 100 hoàng tử, thì trong một cái ngày vui thì vua tì cho mọi người đi tìm cho các hoàng tử tìm cho mình một cái mỗi người một cái lễ phẩm. Thì vua nói là nếu mà cái tặng vật nào mà làm cho vua vui nhất thì vua sẽ trao đến cái vua quyền, trao đến những ngôi vàng cho người đó. Thì mọi người ai cũng đem về từ những thứ mà trong trời dưới biển không, nhưng mà riêng vua Dục á thì trong sách trong kinh nói là ổng xấu trai nhất, tay tương lẫn cổng như là tổng thống Lincoln vậy đó. Cái tổng thống Lincoln cũng nghĩ vậy đó, lẫn cổng mà da dẻ thì coi như nó trớt quớt, nó không có cái gì là hoàng tử hết. Mà người ta đem về châu ngọc bảo tập, còn ông thầy của tôi thì ông chỉ đem tới ngôi vua một ổng, người ta đi bằng xe ngựa kiệu vàng,
túng ngựa trắng kiệu vàng, còn ổng thì là mà có lễ phẩm của ổng là một cái nồi đất mà đựng cơm. Thì vua Minh Đức Sa đó, Minh Đức chứ không là Minh Minh Đức nha, Minh Đức Sa đó là Tần Đà Sa La của mình, Minh Đức, Minh Đức là giọt nước, Minh Đức Sa đó là ông cha ông bố ông phụ vương đó. Ông hỏi vậy chứ con nghĩ sao mà con đi tới đây mà cái lễ phẩm của con không nhìn được, con nó không ra cái gì hết, ta xu bốn cắt năm hào mà là hoàng tử đường đường mà bóng lỏng lỏng cũng khi bề gì của hoàng tử, mà bây giờ con tưởng tượng như quà của con tặng như vậy, con nghĩ nó ra làm sao, nó có giống ai không. Thì ông hoàng tử ra mới trả lời, mới thưa cha, cha đâu có thứ gì đâu, con tặng một miếng vàng cũng bằng không. Cái quan trọng đây là cái tinh thần của cái lễ phẩm của cái tặng vật nó quan trọng. Trên đời này nó, trong cái xã hội này cái người đáng trọng nhất chính là người lớn tuổi. Thứ hai, xin hỏi bà con tôi đã nói tới đâu rồi, tôi bị rất biết lúc nào, nhắc lại giùm tôi được không? Trời ơi, cái vị trả lời cái điều thứ hai tôi nói nhiều lắm, cái vị lựa một cái chi tiết nào chứ còn điều thứ hai đó thì khổ tôi quá. Dạ rồi, qua dục, dạ rồi, dạ rồi, phải, cảm ơn, phải như vậy mới được. Để cái Sài Gòn mưa nắng này đó là đúng là cái nắng sớm mưa chiều, ok, trả lời như thế này tới quá, ok. Thì vua hoàng tử là dùng cái trả lời đó là cái người đáng trọng nhất cái trong mọi cái đoàn thể đó, nó chính là người già, và trong muôn thú thì con voi là cái lớn nhất, cho nên hôm nay một con voi già, con cởi một con voi già đến đây. Thứ hai nữa đó, sở dĩ con không có dùng cái nồi bằng vàng bằng bạc gì hết mà con dùng cái nồi bằng đất, bởi vì đất á nó chính là cái nồi đất biểu tượng cho cái địa cầu này nè, nó là cái chỗ lưu, nó là cái chỗ sống, cái chỗ tồn tại của muôn loài. Rồi trong nồi đất mà con đựng cơm á thì cơm nó chính là cái món ăn mà nó cũng là cái nguồn sống cho tất cả nam phụ lão ấu sang hèn ngu trí gì cũng phải là ăn cơm, dĩ nhiên trong cái bối cảnh xã hội thôi, cho Ấn Độ đó chứ còn người Ý ăn spaghetti, người Pháp người Thụy Sĩ ăn bánh mì nha, cái đó mình không nói, nhưng mà trong cái bối cảnh lúc đó thôi, mấy cái này mình nghe mình có tự mình chứ còn mình không có bắt lỗi người ta được nha. Thì tôi nhớ hoài cái câu chuyện đó, sở dĩ mà con trở con vô già đến đây mà tặng phẩm cho phụ vương chỉ là một nồi đất đựng cơm, đó là tất cả lý do. Đấy, cho nên tôi trở lại cái điều thứ hai, đó là không có tài sản nào bằng lúa gạo. Ở đây mình phải hiểu cái nghĩa bóng, nghĩa là không, mình nghĩa là hãy sở hữu cái gì, cái tài sản nào mà nó thiết thân nhất mà mình có thể cần đến trong mọi nơi mỗi lúc. Và cái ý niệm đó phải được hiểu từ đời sống đến cuộc tu nha, từ đời sống đến cuộc tu. Cái quan trọng của câu thứ hai tôi hiểu như vậy đó, tôi hiểu như vậy đó thì nó mới đúng cái chiều sâu của lời Phật. Chứ còn mình hiểu cái kiểu của mình thì chết rồi nha. Mình tưởng là Đức Phật ngày kêu gọi ngày những vấn nặng, ngày những nhắc nhở đến cái ý nghĩa của cơm gạo thì mình tạm được lắm, mà cái ở đây cái quan trọng nhất là ngày nói cái gì mà nó mang cái tính cách gọi là đa dụng nha. Mà coi như là Việt Nam có cái chữ gọi là cái chữ cơ động và địa hình nhất. Anh biết trong mình có hiểu, các vị xin lỗi các vị người Việt Nam, các vị có nghe hai chữ này chưa? Cơ động có nghĩa là nó có thể rất là linh động, cần là có, gọi là cơ động. Như công an mà công an Việt Nam mà cảnh sát cơ động đó, thì coi như cái số mấy 114 tôi quên rồi, nhưng mà thấy cần là có, mà cái khi nào gặp khó thì công an dọt thì cái gì là chuyện khác, nhưng mà nó cần là có. Rồi địa hình là sao? Anh Mỹ trong tiếng Mỹ có một cái chữ mà tôi rất là thích, là cái chữ ví dụ mình mua mấy cái đồ mà đồ sport, mấy đồ du lịch hay là đồ thể thao đó, người ta có cho biết một số đồ mấy cái đồ ultra, cái là địa hình. Dạ, ô tô là cái là địa hình, cái nghĩa là cái đó đó là cơ động, nó là xuất hiện mọi nơi mọi lúc. Còn địa hình tức là chỗ nào nó cũng có mặt đồ ghề, gặp ghềm khúc khủy, thì cái nào nó cũng có thể dùng được, gọi là địa hình và cơ động. Thì mình phải trong đời sống này
có vị cầu hôn tới Việt Nam nó có cái chữ gọi là chân cứng đá mềm đó, nghe trong hoàn cảnh nào mình cũng có khả năng chân cứng đá mềm hết. Rồi cái thứ ba là cái này thì khổ giải thích đạo công hiểu rồi. Đức Phật này dạy rằng cái ánh sáng của trí tuệ thì nó hơn hẳn tất cả thứ ánh sáng khác, kể cả ánh sáng mặt trời. Là vì sao? Thì cái này tôi nói sao đây, bởi vì cái này nói nhiều với quý vị tự ái, là bởi vì cái này quý vị tự hiểu mà. Có thể tự hiểu là bởi vì trong chú giải mới nói cái này ánh sáng mặt trời đó, mà ở đây là nói theo cái khái niệm khoa học, cái trình độ khoa học của người thầy đó thôi nha, chứ tôi không có nói với thầy Nam. Chúng ta biết ánh sáng mặt trời thì lúc nào cũng có, nhưng mà trên mặt đất này mình cảm nhận được là ở mỗi một cái bán cầu như vậy mình chỉ nhận được nó có 12 giờ đồng hồ thôi, trung bình như vậy. Chứ còn hiện giờ ở chỗ tôi đang ở này thì 10 giờ đêm mà trời vẫn còn hơi sáng sáng. Chẳng hạn như đêm qua lúc mà tôi đi ngủ, tôi gọi là đi ngủ sớm cũng phải là 10 giờ ha, cứ ráng đi ngủ sớm để sáng đi vào rung sớm với bà con. Thì có việc có ngờ được là lúc đó 10 giờ đêm là tôi liếc ra bên ngoài thì trời vẫn còn sáng, không đủ để đọc sách, không đủ đọc báo, không đủ để coi cái chỉ tay, nhưng mà rõ ràng là trời đó là phải nói là trời còn sáng. Đấy, cho nên nó đành hiểu chung chung vậy đó. Thì mặt trời dù gì thì coi như là cái thời gian, cái thời hạn mà mình có thể nhìn thấy mặt trời nó rất là giới hạn. Và cảnh sát mặt trời không phải nơi nào nó cũng thấy sơ rồi tới. Nói chung là không phải cái không gian thời gian nào ánh sáng mặt trời cũng làm việc được. Vậy nhưng mà cái trí tuệ, ánh sáng trí tuệ là lại khác. Dù ở trong hầm tối trí tuệ mình vẫn làm việc được. Và trí tuệ của mình nó có thể biết được, nó có thể suy tư về chuyện quá khứ, suy tư về cái chuyện tương lai. Trong khi ánh sáng mặt trời không thể soi rọi đến mức như vậy. Mình không phải mong mỏi tấm nắng hôm nay mà nó rọi cái chuyện cũ hôm qua được. Ok. Cho nên đó là lý do tại sao mà gọi là cảnh sát trí tuệ đó hơn cảnh sát mặt trời. Và rốt ráo nhất là cảnh sát trí tuệ nó giúp cho mình cắt đứt cái vô minh, cảnh sát mặt trời thì không có giúp rồi đó. Đó là nói chuyện rốt ráo. Cho nên đây là mọi nơi, mọi lúc ánh sáng trí tuệ đều làm việc được. Và đồng thời cái ánh sáng trí tuệ mà rốt ráo nhất nó có thể giúp cho mình giải thoát sinh tử. Riêng mặt trời thì ánh nắng mặt trời thì không có làm được chuyện. Rồi cái thứ tư đó là cái ông cái vị trời này nói rằng không có một cái nguồn nước nào hơn đại dương. Đức Phật lại nói khác, ngài nói rằng không có nguồn nước nào hơn mưa. Cái này nếu mình hiểu thì có nghĩa đen đó thì nó nghèo lắm có gì hết, nhưng nếu mình hiểu thì nghĩa bóng rất là sâu. Cái nghĩa bóng của cái câu thứ tư này nó y chang nghĩa bóng của câu thứ hai này đó, có nghĩa là chúng ta thấy đại dương đúng là một nguồn nước lớn nhất trên hành tinh. 3/4 cái diện tích trên trái đất này đúng là nước. Cho nên nhà thơ Xuân Diệu mới nói là cái trái đất này nó đúng là nó là một giọt lệ, bởi vì nước nhiều quá, cho nên nó đáng được là một giọt lệ giữa vũ trụ bao la. Thì đó là nước trong đời này cái nguồn lớn nhất thì vẫn là đại dương. Mà trên chính trang tử cũng nói trong vị tối trong phương trung Nam Hoa Kinh, trong vị nói sở dĩ mà biển được xem là rộng nhất, nhiều nước nhất là bởi vì biển nằm ở vị trí thấp nhất trên cái diện tích của địa cầu mình. Trong cái diện tích địa cầu mình, trên mặt đất mình, thì cái điểm thấp nhất chính là mặt biển. Thì con người sống càng khiêm tốn như nào thì họ càng thu nhận được những cái hay từ thiên hạ. Ok, cái chuyện bị lạc đè tự nhiên nhanh đó, tôi nhắc cái gì thấy ngộ ngộ hay mà nó nằm gần tôi quơ luôn cho bà con xài nha. Đó là cái hảo tâm của tôi chứ. Mà cái quan trọng ở đây là tại sao Đức Phật nói đúng mưa? Bởi vì biển tuy là một nguồn nước lớn nhất, nhưng không phải loài nào ở đâu cũng có thể nhận được những cái lợi lạc từ biển. Thứ nhất, thì nhớ hàng đó người khác nước đi, họ không có uống nước biển. Ví dụ như vậy. Và thứ hai nữa đó là chỉ có người nào ở gần biển mới nhận những lợi lạc từ biển. Chứ còn dân Tây Tạng nè, Lào nè, Mông Cổ nè, thì biển ở đâu? Dân Thụy Sĩ nè, biển ở đâu? Thụy Sĩ làm gì mà biết biển mặt mũi làm sao? Trừ phi họ đi nước ngoài thôi. Dân Mông Cổ cũng vậy, dân Lào cũng vậy, dân Tây Tạng cũng vậy. Những cái người này mà gọi là nhận được lợi lạc từ biển thì có lẽ phải kể những cái dân tộc, phải trừ những dân tộc này ra, phải bỏ những quốc gia này ra nha. Trong khi đó, tất cả các nguồn nước trên hành tinh này nó là một trong tôi quý vị, các vị biết rồi nha. Các vị biết là tất cả những nguồn nước trên hành tinh này nó chỉ là một sự tấp đổi, khoáng chuyển, luân lưu mà thôi. Nước từ trên mặt đất, dù là từ sông, rạch, ao, hồ, đến biển cả,
bốc hơi lên rồi thành mưa rơi xuống trở lại. Trên các nguồn nước trên hành tinh này thực ra nó chỉ có một điều là khi người ta gọi là nước này, khi người ta gọi là nước kia, thậm chí nó còn nguyên phố mà gọi là nước cấm. Nhưng mà khi nó bốc hơi về trời, nó làm mây, làm sương mù, thì lúc bây giờ nước nào cũng về thôi. Cho nên cái giá trị ở cái câu thứ tư này nó nằm ở chỗ nào, ý nghĩa thâm sâu của câu thứ tư này có nghĩa là hãy là mình, hãy là nước mưa, đừng là nước biển. Vì nước biển dầu gì cũng còn có chỗ xa cách với nhân gian, cũng còn có chỗ mà người ta không dùng được, có những không gian thời gian mà nước biển không có phát huy được tác dụng ý nghĩa lợi lạc của mình cho chúng sinh muôn loài trên trái đất. Trong khi đó thì cái mưa rào đó đúng nó đi ra từ biển, nhưng mà phải mình nhận nó dễ xài hơn, nó ngọt mà nó dễ xài hơn, rồi thì cái chúng số lượng chúng sinh mà hưởng được lợi lạc từ nó cũng nhiều hơn. Thưa quý vị, phải hiểu như vậy. Cho nên con sống ở đời con phải sở hữu cái gì đó mà nó thiết thân như là lúa gạo. Con sống ở đời con phải biến mình thành một trận, hãy sống như là một như những trận mưa rào hay là đại dương, vì qua đó con có thể chia sẻ nhiều hơn, con có thể gần gũi với nhiều người hơn. Đó chính là cái tinh thần cần biết của cái câu, của cái ẩn dụ nó sâu chỗ đó. Học Phật cái Phật học phải học như vậy đó, mới thương Phật, mới kính Phật hơn. Chứ còn mình đọc lớp thì nó uổng quá, phụ lòng này quá. Cho nên mình đạo có câu là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết. Cứ bám khư vào mặt chữ, nhưng mà không biết đọc giữa hai hàng chữ, không biết đọc sách bằng cái con mắt thứ ba nằm giữa hai con mắt thịt của mình, thì phụ lòng chư Phật ghê lắm. Nhưng mà chỉ một lời nói thôi, ma thôi, thì đã là nói rồi, là đã là một lời nói đã lượt. Một lời nói ngắn và lìa kinh điển là đã nói cho ma, mà khư khư rồi kinh điển là nói oan chư Phật. Cái lý do mà lớp học này được ra đề là để mà quý vị đừng nói oan chư Phật nữa. Ok, bây giờ mình nói qua cái bài kinh số 2, đó là cái bài kinh làm ăn cho tu sinh nhé, cho tu sinh bài kinh số 2. Alo, các vị còn nghe không? Các vị cho tu sinh bài kinh tiếp theo. Đó là bây giờ nó có một chuyện thế này, câu chuyện này nó nói ngoài lề cũng được mà nó rất là cần thiết cho nên không thể không nói. Đó là nó có một cái chuyện ly kỳ, đó là hình dáng cái ngoại dạng, đây là cái hình dáng ngoại dạng của các loài chúng sinh á, thì nó nhiều lắm. Thí dụ như mình thấy con rít này, nó ăn cầm chừng. Các bạn biết cái con rít này ở trong cái tiếng Latin á, mà trong này người Anh, người Mỹ cũng xài chứ, là con rít họ kêu là cái chữ xăng là ăn cầm, ha, là bét là cái chân. Tiếng Latin nó đấy là cái chân, giống như Bali mình ấy, thì cái quả đá cũng là cái chân à, đặc biệt ấy. Còn giống như trong tiếng Latin ấy, dance là cái răng, mà trong cái tiếng Bali mình ấy, banh đá là cái răng à. Ở trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức ấy, thì cái chữ súp à, chữ súp bên Bali mà nó là chữ supat à, nó có những cái trường hợp như vậy đó. Thì thôi, cái này tôi nói ngoài đề ha. Giờ tôi muốn trở lại cho hình dáng chúng sanh thì nhiều lắm, hai chân nè, rồi bốn chân nè, rồi cả trăm chân nè, rồi cả cái loài không có chân nữa. Nhưng mà đặc biệt đó, thì trong tất cả các cái loài chúng sinh, cái loài mà cao cấp đó, chỉ là cái loài phải là cái loài hai chân thôi, phải là cái loài hai chân. Thì theo mô tả trong kinh á, thì cái hình dáng mà chuẩn nhất, cái hình dáng mà chuẩn nhất á, cái đầu kinh nói cho nó tôi nói, cái hình dáng mà chuẩn nhất á, chính là phẩm thiên. Họ cân đối, họ cân đối, họ cao lớn, họ đẹp. Cái âm thanh của phẩm thiên là trong kinh gọi là Brahmasara, gọi là phạm âm á, à, phạm âm á.
mấy cái Phật tử bất tâm đó, họ cũng hay biết cái chữ Phạm Âm, nhưng mà họ không biết cái chữ gốc là cái gì. Phạm Âm là cái tiếng nói của Phạm Thiên, hoặc là ở trong các loài chim nó có một cái loài tên là Karavika, mà mình có nghe là mình có nghe cái chữ âm nó là Ca Lăng Tần Già đó. Đúng rồi, âm của chữ Ca Lăng Tần Già là âm theo cái tiếng Sanskrit chứ không phải âm của chữ Karavika của Pali, nhưng mà hai tiếng nó tương đương. Thì cái phần nó sẽ là cái Phạm Âm, cái giọng nói của Phạm Thiên hoặc là tiếng hót của con chim Karavika này rất là hay. Nó hay, nó làm mềm lòng người. Trong kinh nói con chim này khi nó cất tiếng hót thì còn một con thú lớn mà đang rượt đuổi con mồi á, nó cũng phải dừng lại, nó không muốn rượt mồi nữa. Rồi con thú nhỏ cho nó nghe cái tiếng chim này thì nó không còn sợ con thú lớn nữa, nó đứng lại nó nghe, lớn nhỏ thì đứng lại nghe hết. Cho nên trong kinh mới nói cái âm thanh Đức Phật giống như là tiếng nói cái giọng của Phạm Thiên của giống như cái giọng của Karavika vậy đó. Tôi có tới 1 tỷ chuyện để nói về cái âm thanh của Đức Phật, nhưng mà không phải chỗ ở đây. Tôi chỉ muốn nói tóm tắt là hình thức hình dáng chúng sanh thì nhiều lắm, nhưng mà hình dáng chuẩn nhất chính là cái hình dáng của Phạm Thiên. Và Phạm Thiên thì trong hình thức này các vị cũng có hai chân, cho nên đó là lý do tại sao mà ở đây mình mới thấy cái điểm đầu tiên á, câu đầu tiên là giữa các loài hai chân là vậy đó. Cái chữ bí và đá tức là hai chân, bí và đá là hai chân, và đó là lý do tại sao Đức Phật được gọi là Lưỡng Túc Tôn. Biết ai đây có ai mà đi chùa, ai đi Phật tông ấy, thì chắc biết cái câu này: Phật là Lưỡng Túc Tôn, còn chánh pháp là Ly Dục Tôn, còn tăng chúng là Chúng Trung Tôn. Có nghĩa là sao? Các cái loài hai chân thì Đức Phật là số một, gọi là Lưỡng Túc Tôn. Trong tất cả các pháp ấy, thì cái bát chánh đạo đó là số 1, mà cái ý nghĩa tối hậu của bát chánh đạo là ly dục. Dục ở đây không là năm dục không, mà ly dục ở đây tức là vi ra các, đó là ly ái đó. Nhưng mà ta dịch được ly dục cái đúng là phải là cái chỗ này, những vi ra các, vi ra các cái này ly dục đối với cái gì? Đối với năm trần, đối với thiền sắc, thiền vô sắc, đối với tất cả sự hiện hữu của những xứ giới nha. Thì trong trường hợp đó được gọi là ly dục, chánh pháp được gọi là ly dục tôn. Rồi thì tăng chúng được gọi là chúng trung tôn, có nghĩa là sao? Là bởi vì trong tất cả các hội chúng trên đời này thì không có hội chúng nào bằng cái hội chúng tăng già hết. Dĩ nhiên ở đây là coi như là chúng tôi là tu sĩ Phật giáo và quý vị là những cư sĩ Phật giáo, mình nói chuyện với nhau như vậy thì người ngoài đạo họ nghe họ cười thầm, nghe bực mình. Thì như ở đây cho nên tôi chỉ nói theo ý nghĩa tôn giáo thôi. Sở dĩ mà cái tâm cái hội chúng của Đức Phật được xem là hội chúng tối thượng, được xem là chúng trung tôn, có nghĩa là có nghĩa là số một trong các hội chúng, là bởi vì ở đây cái tinh thần ở đây đó chính là buông bỏ hết mọi thứ, buông bỏ hết. Cái đạo mà nó lạ ở chỗ đó, anh càng nắm giữ nhiều chừng nào, kể cả những cái tốt đẹp nhất đi nữa, mà anh càng có cái lòng nắm giữ thì anh càng trở nên tệ hại nha. Tôi nói hoài, một cái cậu học kiêu ngạo tự đắc ha, xem trời bằng vung, mục hạ vô nhân, miễn là học giỏi thì từ tiểu học vẫn có thể lên trung học đại. Mà một cái cậu học sinh mà trung học kiêu căng tự đại cách mấy đi nữa, miễn là học giỏi thì vẫn có thể lên đại học. Một sinh viên mà kiêu căng tự đại cách mấy, miễn là học giỏi thì vẫn có thể lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, chỉ mới rất là bình thường. Này, kiêu căng tự đại dễ ghét chẳng chọe cỡ nào đi nữa, miễn là có năng lực, có trình độ thì là vẫn học lên ào ào. Tuy nhiên, cái chữ tuy nhiên này mới là chết người này. Ở trong đạo Phật vậy, ở trong Phật pháp phải như vậy. Tôi nhắc lại, một học trò, một sinh viên mà có kiêu căng tự đại cách mấy, miễn là học giỏi mà vẫn có thể lên ào ào. Nhưng mà trong Phật pháp đó, một cái người có giới được tâm định, một người có lòng hào sản bố thí, một cái người mà có khả năng chứng đắc thiền định, một người có khả năng tu tập thiền chỉ thiền quán, nói chung mà chỉ cần có lòng kiêu ngạo thì không có đi sâu. Đó là cái điểm độc đáo của Phật pháp, độc đáo ghê là ghê chỗ đó, độc đáo của chỗ đó. Cho nên cái hội chúng của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật là gì? Giáo pháp của Phật là hướng đến sự buông bỏ, và hội chúng của Đức Phật phải là hội chúng buông bỏ thật sự. Còn nếu mà không phải là một cái giáo pháp nhắm đến sự buông bỏ, không phải là một hội chúng nhắm đến sự buông bỏ, thì đó phải của Đức Phật. Mà cái gì của Đức Phật là luôn nhắm đến sự buông bỏ, xem là ly dục tôn, chúng trung tôn ở trong đó đó.
Và từ chỗ có cái người mà có thể có được cái giáo pháp xuất sắc như vậy, có được mọi chúng xuất sắc như vậy, thì người đó chỉ có Đức Phật thôi. Cho nên Đức Phật được gọi là ly, được gọi là lưỡng túc tôn như vậy đó. Tức là nghĩa là ngài có một hệ thống lý xuất sắc và có một hệ thống đệ tử xuất sắc. Đấy. Đây là lưỡng túc tôn, tức là từ phạm thiên trở xuống không ai sánh bằng tư thế Đức Phật hết. Rồi ta biết mà, ở ngoài đời mình khen một vị giáo hoàng, một vị thủ tướng, một vị tổng thống là bởi vì vị đó có cái này có cái kia, nhưng mà trong cái tinh thần Phật pháp, cái phần mà vĩ đại là vì cái gì ngài cũng bỏ đây không phải là ngài không có, nhưng mà ngài có từ cái chỗ ngài bỏ. Không biết các vị có nghe kịp cái câu nói kỳ cục không? Ở ngoài đời người ta có cái này có cái kia là bởi vì người ta có, là bởi vì người ta sở hữu, người ta thu gom đó. Còn Đức Phật là vĩ đại ở chỗ là ngài có bằng cách là ngài bỏ hết. Các vị xem kinh có đúng vậy không? Vợ con tài sản ngai vàng sự nghiệp cái giống giả gì là cũng bỏ hết, mà không phải bỏ một lần, bỏ trong nhiều đời nhiều kiếp, cuối cùng người ta thành một vị Phật. Mà khi mà ngài sinh ra là một hoàng tử kiếp chót bỏ luôn. Rồi lúc mà đi xuất gia, đứa con đầu lòng mới vừa chào đời bỏ luôn đi. Tức là lúc đắc được sơ nhị tam tứ thiền trung trinh á, cái đắc hồi nhỏ đến nó lúc lớn đắc trung trinh, đi học với thầy đắc các loại thiền, gặp người ta mà ta đắc với tới vô sở hữu xứ là người ta đã chết đứng đó là mê chết luôn. Mà ngài thì không, mà thấy nó chưa tới. Rồi thì ngài đắc tới phi tử như tưởng mà thấy cũng chưa tới, ngài mới bỏ. Đây là một trong những cái điểm rất là quan trọng trong đời Đức Phật, mà tuyệt đại đa số chúng ta đọc lòng lơ chỗ này rất là quan trọng lắm. Cái thái độ mà cầu đạo của ngài đấy thật là đáng để mình lưu ý, thật là đáng để mình lưu ý chỗ đó đó. Cũng là cái gì người ta ngài cũng đang bỏ hết, và cuối cùng ngài được tất cả, và ngài được tất cả chỉ vì ngài đã bỏ tất cả. Còn phàm phu mình thì sao? Ông giáo hoàng có được cái này kia là nhờ ông thu gom từ tính danh vọng tiền bạc quyền lực kiến thức, và ông thỏa mãn, ông ôm bắp, ông thích thú đồng ca không có. Rồi thủ tướng, tổng thống, nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia vân vân và vân vân, lúc nào cũng vậy. Cái mà chúng ta ôm bắp đó, chúng ta thiết tha, chúng ta gia nhiếp gì đó. Mà riêng Đức Phật thì không, Đức Phật vĩ đại là vì cái giống như này cũng buông hết. Rồi ngày buông, khi mà thành Phật rồi đó thì phải nói là ngày có thể thấy mà chỉ có ta đi quả bác thôi. Và nếu có người hỏi quý vị rằng giữa hai vị A-la-hán, một vị chánh đẳng giác với một vị tinh văn, vị nào buông nhiều hơn, thì mình có nói vị chánh đẳng giác vẫn buông nhiều hơn. Là sao? Ngay khi hành ba la mật thì ngài buông hết mọi thứ vật chất, buông cả tánh mạng. Vị tinh văn không có, vị tinh văn chỉ buông được cái tài sản ngoại thân thôi. Rồi đến với thành Phật rồi đó, thì vị tinh văn bỏ hết tất cả phiền não. Đúng, vị chánh giác, đẳng giác cũng bỏ hết tất cả phiền não. Nhưng có một cái là vị tinh văn không có thể nào buông được, đó là sự bất tri. Cái sự bất tri đó nó không phải là phiền não, vì lòng tôn kính không dám xài diễn dốt nha. Nhưng mà phải nói rằng là vị A La Hán tinh văn ấy, vẫn buông được, đó là cái chỗ mình không biết chưa buông hết. Phiền não thì buông rồi, nhưng mà cái chỗ cái sự không biết cũng còn cầm ở tay. Nhưng mà riêng cái vị chánh đẳng giác thì giờ buông toàn diện, buông hết mọi thứ, buông cả cái không biết thì cũng buông luôn. Cái đó mới là số 1 này. Cho nên dùng ngài được xem là bậc lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là bậc tối thánh giữa lời hai chân. Mà lời hai chân thì là tối thánh trong tất cả các lời khác, tất cả các lời nhiều chân và không chân, thì lời hai chân là lời tối thánh nhất. Thì Đức Phật cái năng giác đó, lại là tối thánh giữa các lời hai chân. Rồi thứ hai đó, thuần chủng và tối thánh. Cái này vấn đề nó hơi mang cái tính chuyên môn một chút. Cái chỗ này đó thì tôi phải nhận rằng tôi giảng theo kinh thôi nha, chứ còn tôi không có cái tư cách để nói chuyện này, bởi vì nó hơi khoa học, nó hơi chuyên môn, nó mang cái tính. Bởi vì nó là một vấn đề của sinh vật học. Cái này có lẽ có dịp tôi sẽ trao đổi với những cái vị mà giỏi về sinh vật, biology. Đó là theo trong đây, theo trong kinh chỗ này giải thích rằng cái lời thuần chủng là a cha ni giác, hoặc là a cha ni giác, có nghĩa là cái loài mà nó pure đó, tức là nó không có bị lai tạp, nó không có bị những loài thú nào mà nó có. Thì dĩ nhiên loài thú chuyên môn cầm thú thì nhiều thú lắm,
thì trong đó nó có những thứ mà nó lai tạo nó sẽ tốt hơn là thuần chủng. Thuần chủng nghĩa là chỉ nói nó thôi, nhưng mà có những cái loài đó lai tạo đó nó sẽ làm mất đi cái hay, mất đi những cái độc đáo, những cái xuất sắc của cái chủng loại đó. Người ta nên cân nhắc như vậy. Có những loài, chẳng hạn như chúng ta biết ở Mỹ nó có một cái, không phải ở Mỹ mà trên thế giới bây giờ đó, nó có một cái loài thú lợn, những loài thú lai mà nếu để nguyên á thì nó cũng nằm xuất sắc, nhưng mà nếu tôi nhớ không lầm là chúng tôi nhớ là những nó có một cái con này, quý vị tìm mình tôi thì phải con này không, thì tôi tìm có phải không, nó có một loại thú, nó có một cái loại, để tôi tìm có phải không, chờ tôi một chút, một chút. Rồi đúng rồi, cái con lai kìa. Tức là nó là một sự kết hợp, nó là một sự kết hợp giữa con cọp và con sư tử. Cái vị đạo trong Google á, các vị sẽ thấy nó có một cái con thú mà tên là con lai rồi. Thì cái nó là một sự kết hợp sinh học, tức là lấy cái gen này cấy vào con kia thì nó đẻ ra mỗi cái sư tử và mỗi cọp. Nó lớn không tưởng tượng được, nó to lắm quý vị, nó to ghê lắm. Thì đây là trường hợp, một những trường hợp rất đặc biệt nha, một những trường hợp rất đặc biệt. Cái vị có mà có Google đó, có Google vừa vào nó có thể đánh được cái like rồi, có thể thấy cái con mà tôi biết cái con gì đó, bởi vì cha nó là cọp hoặc là sư tử, rồi mẹ nó là sư tử hoặc là cọp, thì khi mà ghép lại thì nó ra cái con lai rồi, cái con này nó to lắm. Thì ở đây ấy, tôi đã là trung kinh ấy, thì nói rằng theo cái quan điểm sinh học, theo cái quan điểm khoa học của cái người Ấn Độ thời đó đó, thì trong các loài thú đó, thì cái loài thú thuần chủng không có lai đó là loài thú loài thuần thì tốt nhất. Thì chúng ta biết rằng trong kinh nó rõ là cái con voi, con ngựa mà của vua Diễn Lương Vương kể là cũng là một con voi, con ngựa thuần chủng. Cái con ngựa kiền cắt mà Bồ Tát Tất Đạt kể trong mấy năm ở trong mấy năm mà ngày còn là hoàng tử, rồi sau đó là ngày mới kể con kiền cắt và đi xuất gia đó, thì con ngựa đó cũng là con ngựa thuần chủng. Thì theo đông kinh giải thích là nó khôn một cách đặc biệt. Trong đây có kể một câu chuyện, trong đây là nó hơi trong chú giải kể câu chuyện mà nó, tôi thì thấy ok, nhưng mà với nhiều người đó thì chỉ nó hơi huyền thoại. Nhưng mà đại khái nó là trong đây có kể câu chuyện một con ngựa khôn, là khi mà chủ ngồi trên mình á thì nó còn sợ gãi cái chuyện mình chủ bị ướt nữa, khôn như vậy đó. Còn mình thấy là ngựa xích thố của Quan Công chẳng hạn. Thì trong lịch sử cũng có nhiều cái loài ngựa thuần chủng, vô thuần chủng, những loài chó thuần chủng. Mà cái vấn đề ở đây đó là ở đây tôi không muốn nói nhiều, bên kia đã nói rồi, tôi không có thẩm quyền về chuyện này. Tôi chỉ muốn nói rằng theo một cái quan điểm khoa học thời đó thì con vật thuần chủng nó có nhiều điểm xuất sắc hơn là con vật bị lai tạp. Ok, nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây đó là cái đó là những cái ẩn dụ, những cái hình ảnh đó là chỉ là cái nền để mình Đức Phật nói đến chuyện khác. Trong các hàng thơ thiết như thuận là tối thắng, có bị chờ một chút. Trong các hàng thơ thiết như thuận là tối thắng, các vị nhìn cái câu có vị trời nói đi, các vị còn nghe tôi nói không? Các vị còn nghe tôi nói không? Dạ cảm ơn. Trong cái câu mà nói cái vị trời, trong cái phần mà trong cái câu kệ của cái vị trời đó là giữa các hàng hai chân ấy, giữa các loài hai chân ấy, thì vua chúa là tối thắng. Trong các loài bốn chân thì con bò là tối thắng. Trong cái hàng thơ thiếp quý nữ là tối thắng. Thì cái chữ quý nữ ở đây đó là tiếng cô Mary có nghĩa là cái này nó hơi kỳ kỳ.
đó, gái to đó, cái cô mà nói là bây giờ là mình rớt là mình ở tù á, à rớt là ở tù á, thì theo người ảnh ngày xưa đó là có thể là sớm là 13 mà trẻ một chút cái vua vặn nhất là 16, còn mà mình lấy sau 16 tuổi là coi như lấy nhầm gái già gái lỡ thì như là gia du lúc lấy Bồ Tát tánh 16 tuổi thôi. Theo ngưỡng mộ đó là 13 đã lấy chồng được, và 16 nó là chuẩn nhất, nó tương đương với 18-20 của Việt Nam mình bây giờ vậy đó. Thì đó là những suy nghĩ của thế gian phàm phu thời đó. Thì Đức Phật mới nói thế này: trong các lời an chân thì tối tán là chánh đẳng giác. Mà trong các lời cầm thú thì thuần chủng là tối thắng. Mà trong cái hàng giới thiết ở đây Ngài không có nhấn mạnh đến vấn đề tuổi tác, mà Ngài nhấn mạnh đến cái chữ nhu thuần. Cái chữ nhu thuần gọi là xuất su sa. Xuất su sa, các chỗ này, chỗ này theo tôi nghĩ cũng quan trọng. Một bà vợ đẹp cách mấy, giàu cách mấy, có cái xuất thân ghê gớm cách mấy, nhưng mà cơ chồng không ra gì hết. Câu chồng ra gì hết, sống với nhau mà không nể mặt nhau thì lấy cái gì mà sống. Bên Tạo nó có một cái câu rất là hay. Tôi dĩ nhiên tôi không phải là người gia trưởng, tôi không phải là người kỳ thị giới tính, nhưng mà cái nào mình thấy nó ngộ ngộ phải lưu ý. Chẳng hạn như tôi chống cái chuyện mà người Hồi giáo họ bạc đãi phụ nữ, thì nghĩa là tôi có lẽ người kỳ thị phụ nữ, câu thị phụ nữ nha. Nhưng mà phải nhìn nhận là bên Tạo cái câu là phu phụ tương đãi như tân á, cứ như là vợ chồng đối đãi nhau giống như là khách vậy đó. Chứ còn mà khách đều không phải là khách sáo 100%, mà khách sáo khách đều có nghĩa là ngày mới quen nhau mình đối nhau sao thì sau này lời về đó cũng phải vậy. Người ta là chồng, người ta là đàn ông, người ta là trụ cột, người ta cực khổ hơn mình thì dĩ nhiên là mình gánh cái việc nhỏ hơn, việc nhà tuy mình dĩ nhiên đó là những công việc vô danh, đúng nó cũng có phần cực nhọc của nó chứ không phải không. Nhưng mà theo tinh thần của Phật pháp á, thì sống bên nhà phải có âm có dương, phải có người về người khác, phải có chẳng hạn như người chồng là có người cán đáng, thì người vợ phải là người có lòng nhu thuận thì một đời sống thì mình mới tốt. Cái này nó gọi nó là cả vấn đề triết học chứ không phải không. Có âm phải có dương, có cứng phải có mềm, có cương phải có nhu. Thì một cái gia đình hạnh phúc có được, trong đây nói rằng một cái người giàu gọi là trong đây có xài trong đây chú giải là để gọi là xu hương tăng ra, quý ưu tăng ra, giàu đẹp hay xấu. Nếu giàu đẹp hay xấu thì một người nữ mà có cái lòng nhu thuận á, tùy thuận quan trọng á, thì nó dễ hạnh phúc hơn. Ngay cả cái chuyện tôi nói nó hơi đời một chút nha, ngay cả cái chuyện mà ông chồng ông có lỗi lầm gì đi nữa, ông có người khác bên ngoài đi nữa, mà mình không trở về mà mình làm tròn cái trách nhiệm, mình tròn bổn phận nhi, khi người ta đã hai lòng rồi thì nó không quay về nữa đâu. Mà ví dụ mà mình là một người đàn bà dễ thương thì cái cơ hội nó quay về rất lớn, rất rất lớn. Theo tôi nhân danh đàn ông trên hành tinh này tôi nói như vậy. Hả, một cái người nữ của mình hỏi đức hạnh, họ đàng hoàng, họ làm tròn cái bổn phận, họ dễ thương đó, thì cái cơ hội mà mình mà lăng nhăng bên ngoài nó thấp. Mà nếu mà mình có bị tai nạn nghề nghiệp, mà mình có bị cái gì bên ngoài đó, thì cái cơ hội mình quay về cũng rất là lớn. Trong khi ghen tuông mà hoặc là hung hăng hay là có những cái thiếu thông cảm thì nó chỉ đẩy nhau đi xa hơn mà thôi. Cho nên ở đây đó, trong cái hàng phụ nữ, trong cái hàng mà thơ thiết thì nhu tượng mà tối thắng là vậy đó. Mà cái này tôi nói nhiều không có tốt nha, tôi là người độc thân. Rồi cái cuối cùng thì vị trời nói rằng trong đám con cái đó thì cái đứa mà trưởng nam đó là coi như là số 1. Đức Phật thêm Đức Phật có thể phải như vậy là bởi vì sao? Bởi vì con nó có ba hạn, con có ba hạn là áo quá trà thế rồi anu cha ta, rồi a thi cha ta, con thua cha mẹ. Áo cha ta là con thua cha mẹ. Cái hạng con thứ hai là con bằng cha mẹ, và hạng thứ ba là a thi cha ta là con hơn cha mẹ. Nếu mà nói như vậy thì vấn đề con út hay con cả thì nó không quan trọng nữa, mà nó là vấn đề bản thân của từng đứa, chứ không phải mình đem như một nhóm để mình nói. Cái xuất sắc ở đây là như nằm ở chỗ đó. Nó còn có một chiều sâu nữa tôi chưa nói tới, đó nghĩa là
mình đánh giá con cái không phải là cái gì mà đối tượng nào mà tất cả chưa chưa hẳn cái đó, nó không có chắc. Bởi vì con nó có tới ba hạng, đứa con cả đó nó có thể là nó lọt vào một trong ba cái hạng này, đứa con giữa nó cũng có thể là một trong ba hạng này, và đứa con út là lọt vào một trong ba hạng này. Đấy, cho nên mình mà đứa nào nó cũng có khả năng là một trong ba hết, thì tại sao mà mình phải coi nặng đứa lớn? Nó bê tha, nó hút sách, rồi nó bệnh hoạn, nó khùng điên, nó ba trận, nó tâm xấu, nó tiểu nhân, nó đàn bà, nó được trượng phu. Thì như vậy thì cái chuyện mà nó là con cả đó, nó có đáng để mình bận tâm hay không? Nếu nó là con út của nó ok thì nó cứ là ok. Nếu nó con út mà nó là cái hạng thứ ba, thứ cha tết, con mà hơn cha là nhà có phúc, còn tệ tệ một chút thì anh uống cha tết, cha tới đâu con tới đó. Mà cái thảm nhất cái đàn bà có cha tết là con thua cha mẹ. Cho nên ở đây với Đức Phật ngày dạy rằng đấy, là cái vấn đề nó là con cả con út, mà vấn đề nó là asavu. Trong chính trị, trong chấm tạng sẽ chữ asavu, asavu một ngày nâng châu nghĩa là trung thành nhá. Nhưng mà ở trong tạng chú giải thì dịch giải thế này gọi là uva dapadikvaru, uva dapadikvaru. Đấy, cái chỉ trong đây giải thích cái người con á, người con mà số một á trong tính tại là sẽ chỉ asavu, asavu có một chịu khó. Có lẽ đây là cái lớp rất là kỳ cục, có nghĩa là chưa có một cái con mà cái lớp nào mà kỳ cục thì người thỉnh thoảng người phải bị dừng lại và phải bị nghe những cái điều mình không muốn nghe, nhưng mà phải vậy thôi. Phải vậy thôi, vì mình đang học, gần như mình đang học trong lớp mà, chứ đâu phải mình đang đi nghe ca sĩ hát nha. Đây cái chữ trong chấm tại là asavu, asavu. Nhưng mà trong sớ giải giải thích là ova dapadikaru, dapadikaru cũng nghĩa là cái người con biết nghe lời. Người con biết nghe lời, cái này biết nghe theo cái sự sắp xếp của cha mẹ. Nhưng mà nếu mà chúng ta tâm lý một chút, chúng ta thấy có những cái chỗ mà chúng trong kinh không nói rõ, và chúng tôi cũng gần như tránh, chúng tôi không nói rõ vậy đó, thì chúng tôi không nói. Nhưng mà bắt buộc các vị phải hiểu ngầm. Chẳng hạn như là cái trường hợp mà trong các hàng thơ thiết, nhu thuận là tối thánh, các vị đều nghe rõ không? Chứ tôi sợ mà tôi ngồi đi vòng tôi nói cho đã là một hồi quý vị nó rất mít nha, quý vị nó rất mít là chết tôi. Dạ rồi, cảm ơn. Chẳng hạn như cái chữ mà xuất su sa nãy đó, xuất su sa là nhu thuận. Mình phải hiểu, mình phải hiểu nhầm, cái này bắt buộc phải hiểu nhầm thôi. Tức là cái người chồng á phải là người chồng tốt thì mình mới là xuất su sa. Chứ một người chồng mà nghiện ngập rồi trộm cướp rồi dịch dọc rồi lừa đảo lật lọng liên lệ ta nó lọng mới được nha. Nó kẹt kìa đó, nó phải hiểu nhầm như vậy. Cái lòng chồng kia mình đi bỏ mối ma túy mà mình cũng nhớ trong tim, mình nhớ mình ở trong tim kêu xuất siêu xa thôi, mình sắp nguyên tướng mình đi. Tôi có biết một cái cô đó, cô cũng trẻ, còn trẻ cũng có chút nhan sắc, mà coi như là cổ coi như là thay tình như thay áo, mà cổ đi chùa mấy cái làm ác, cổ đi chùa coi như tinh tấn, cũng thọ bồ tát giới, cũng mặc áo tràng áo lam tụng kinh là khôi, không cần đọc sách thuộc lao là mà coi như nó là bà, coi như là bà thay tình như thay áo. Thì các vị còn nghe không? Biết nó không? Thì bà má mới hỏi là tao không tưởng tượng là tại sao mà mày giỏi đạo giỏi Phật pháp vậy mà mày bay bướm, mày lãng ngạn, mày đa tình quá trời quá đất, mày thay tình cho thay áo. Thì cô con gái có trả lời thế này: dạ con đi nghe mấy thầy giảng là Phật không có tiếc cái gì hết đó, mới thành Phật, cho nên có nhiều cho hết nhiều. Tình cho không biết không, các vị nghe không có động đào không? Hiểu là cái chuyện đó là chết rồi. Con nghe nói là Phật á, thành là Phật, là Phật là Phật, bởi vì cái gì Phật cũng cho hết, cho nên con có gì con cũng đồng cho hết. Thế là một tháng thì là có 30 ngày là bạn đổi là 5 lần.
Cho nên ở đây mình phải hiểu ngầm nha, xuất xu xa đi, nghĩa là cái người chồng và người vợ mình phải ra làm sao, nghe phải ra làm sao, chứ không phải là mình kiểu mà ai kêu sao làm vậy, ai kêu tầm bậy cũng làm theo thì cái không được. Rồi ngay cả cái thứ tư này nè, có nghĩa là đứa con nó ô ba đắp đứa cơ đồ mình nghe lời cha mẹ ha, thì mình cũng có hướng ngầm, hướng ngầm mới trở thành cách hỏi xài một chút về kiến thức của bên đạo đạo Nho. Rồi thì bất hiếu hữu tam mà vô hậu vi đại, thì cái hữu tam ở đây không biết quý vị có nghe đâu mình chưa biết nghe câu bất hiếu hữu tam, không biết quý vị có nghe đâu biết chưa hề. Rồi chết hết. Thứ nhất là không phụng dưỡng cha mẹ, các vị còn nghe không? Chỉ cần không nghe là mình tạm biệt nhé. Ok, đại đà. Ok. Bất hiếu hữu tam, một là mình không có phụng dưỡng cha mẹ. Thứ hai là thấy cha mẹ làm sai mà mình không can gián. Và cái thứ ba là mình không có con nói giỏi. Nha, một là không phụng dưỡng. Hai là đã có cha mẹ làm sao mà mình mới can gián. Rồi cái thứ ba đó là mình không có con nói giỏi. Thì điều đó mình thấy rõ ràng, mình ngay cả bên Nho giáo người ta cũng có lưu ý đến điểm đó. Có nghĩa là mình làm con người chứ không phải mình là một con vật mà chỉ muốn nhắm mắt nghe chủ ở trong nước á, kiểu nói từ cái tinh thần mắt lên gì của quý vị bên đó đó, thì coi như kế thừa mình có phê phán. Đấy, kế thừa mình có phê phán, có nghĩa là mình không phải nhắm mắt cái mũi mình nói làm sao mình nghe vậy. Yeah, mà mình phải có cái chọn lọc. Yeah, phải có chọn lọc. Thì ở đây đó là sáng nay mình học cùng một lúc hai bài kinh nha. Bây giờ nó sung sướng cho tôi một chỗ, mà bây giờ bên tôi nó mới có 6:13, có nghĩa là nó còn dư lại tất cả là 40 phút, 47 phút nữa. Nhưng mà mệt đây, bây giờ tôi mệt lắm rồi. Tôi biết đêm qua tôi không ngủ, còn mà sáng thì tôi ráng tôi gồng như vậy tôi giỏi lắm rồi nha. Ok, các vị có hỏi gì không? Nếu không thì mai mình gặp nữa. 1 2